Xin chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại mọi người. Tôi muốn bắt đầu buổi họp báo hôm nay để nói về chủ nghĩa đa phương. Chính quyền Trump muốn các thể chế đa phương hoạt động thực sự, nhưng chủ nghĩa đa phương chỉ vì lợi ích của bản thân mình, chỉ biết tụ tập trong phòng và tán gẫu, không mang lại giá trị gì. Điều này đưa tôi đến vấn đề liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế. Hoa Kỳ chưa bao giờ phê chuẩn quy chế Rome lập ra tòa án, và chúng tôi sẽ không tha thứ cho những hành vi bất hợp pháp của họ nhằm ép buộc người Mỹ phải tuân theo quyền tài phán của họ. Vào tháng 6, chính quyền Trump đã cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với những người nước ngoài trực tiếp tham gia vào các hành vi của ICC nhằm điều tra các nhân viên làm việc cho Hoa Kỳ hoặc đồng minh, và cả những ai đã hỗ trợ về mặt vật chất trong nỗ lực đó. Hôm nay, chúng tôi đã thực hiện bước tiếp theo, vì ICC tiếp tục nhắm mục tiêu vào người Mỹ, thật đáng buồn thay. Căn cứ theo lệnh hành pháp số 13928, Hoa Kỳ đã xác định công tố viên của ICC là Fatou Bensouda và trưởng ban tài phán và hợp tác của ICC là Fakiso Mochochoko vì đã hỗ trợ về mặt vật chất cho công tố viên Bensouda. Các cá nhân và tổ chức tiếp tục hỗ trợ vật chất cho những người như trên cũng có nguy cơ bị trừng phạt. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng đã hạn chế việc cấp thị thực cho một số cá nhân của ICC liên quan đến các hành vi điều tra nhân viên làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Ở khía cạnh đa phương rộng lớn hơn, tôi mong được gặp các đối tác ở ASEAN và Ấn Độ-Thái Bình Dương vào cuối tuần tới tại các cuộc họp trên mạng. Chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận trên phạm vi rộng lớn hơn, bao gồm cả vấn đề COVID, Triều Tiên, Biển Đông, Hồng Kông và bang Rakhine của Miến Điện. Tôi cũng sẽ nêu lên cách mà chính quyền Trump đang khôi phục mối bang giao có đi có lại trong quan hệ Mỹ-Trung. Và hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc cần thiết đó. Trong nhiều năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp đặt những rào cản đáng kể đối với các nhà ngoại giao Mỹ làm việc bên trong Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cụ thể, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện một hệ thống các quy trình phê duyệt không rõ ràng, được thiết kế để ngăn cản các nhà ngoại giao Mỹ tiến hành những công việc thường xuyên, như tham dự các sự kiện, bảo mật các cuộc họp và kết nối với người dân Trung Quốc, đặc biệt là trong khuôn viên trường đại học và thông qua báo chí cũng như truyền thông xã hội. Hôm nay, tôi thông báo rằng Bộ Ngoại giao đã thiết lập một cơ chế tương tự, yêu cầu phải có sự chấp thuận đối với các nhà ngoại giao cao cấp của Trung Cộng tại Hoa Kỳ nếu như họ muốn đến thăm khuôn viên trường đại học và gặp gỡ các quan chức chính quyền địa phương. Các sự kiện văn hóa với số lượng lớn hơn 50 người, do Đại sứ quán Trung Cộng và các cơ quan lãnh sự tổ chức bên ngoài cơ sở của họ, cũng cần phải được yêu cầu có sự chấp thuận của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi đang thực hiện các bước tiếp theo để bảo đảm rằng tất cả các tài khoản xã hội chính thức của Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và lãnh sự quán đều được xác định chính xác là tài khoản của chính phủ Trung Cộng. Hôm nay cũng có sự hiện diện của David Stilwell, trợ lý bộ trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương. Ông ấy sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị. Chúng tôi chỉ là yêu cầu đơn giản về việc có đi có lại, quyền tiếp cận dành cho các nhà ngoại giao chúng ta tại Trung Cộng phải phản ánh tương xứng với khả năng tiếp cận của các nhà ngoại giao Trung Cộng tại Hoa Kỳ. Và các bước đi ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta cơ bản là theo hướng như vậy. Và tiếp tục thì vẫn là về vấn đề Trung Cộng. Gần đây, Thứ trưởng Grass đã gửi một bức thư tới Hội đồng Quản trị của các trường đại học Mỹ để thức tỉnh họ về những mối hiểm họa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra đối với tự do học thuật, nhân quyền và vấn đề tài trợ của các trường đại học. Những mối hiểm họa này có thể đến dưới hình thức tài trợ bất hợp pháp cho việc nghiên cứu, ăn cắp tài sản trí tuệ, đe dọa sinh viên nước ngoài và các nỗ lực tuyển dụng nhân tài mờ ám. Hội đồng quản trị các trường đại học có thể giúp duy trì các viện nghiên cứu của họ được có các khoản đầu tư sạch và quỹ tài trợ sạch bằng cách thực hiện một số bước chính sau đây. Đó là bạch hóa tất cả các công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đầu tư vào quỹ tài trợ, đặc biệt là những công ty mới nổi trong chỉ số thị trường. Thoái vốn khỏi các công ty Trung Cộng trong danh sách pháp nhân của Bộ Thương mại đang tiếp tay cho các vi phạm nhân quyền, áp bức quân sự và các hành vi lạm dụng khác, và cần nắm vững các khuyến nghị được đưa ra bởi đội ngũ của Tổng thống về thị trường tài chính, trong đó có việc kiểm tra rủi ro đối với các nhà đầu tư là các công ty Trung Cộng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ. Và tiếp tục vẫn là chủ đề về Trung Cộng, nhưng nằm bên ngoài biên giới của chúng ta. Chúng tôi hy vọng một giải pháp hòa bình cho tình hình ở
biên giới Ấn Độ và Trung Cộng, từ eo biển Đài Loan cho đến dãy Himalaya và xa hơn nữa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiếp tục dở thói bắt nạt các nước láng giềng một cách trơ trẽn và ngày càng gia tăng. Hành vi bắt nạt như vậy cũng thể hiện rõ ở Biển Đông. Tuần trước, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế thị thực đối với các cá nhân và thực thể của Trung Cộng phải chịu trách nhiệm vì đã tiếp tay cho chủ nghĩa đế quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Biển Đông qua các hành vi như thăm dò năng lượng bất hợp pháp và hoạt động trong các khu vực đặc quyền kinh tế của đồng minh chúng ta là Philippines và các nước khác. Chúng tôi đã nói về điều này trước đây, đó là chúng tôi tiếp tục bày tỏ sự quan ngại về các hoạt động của hơn 300 tàu gắn cờ Trung Cộng gần Galapagos, gần như chắc chắn là họ đang tham gia đánh bắt cá bất hợp pháp. Trước tình trạng vô luật pháp trên biển như trên, không có gì đáng ngạc nhiên khi vào tuần trước, ứng cử viên của Bắc Kinh trong cuộc bầu cử tham gia vào Tòa án Quốc tế về luật biển đã nhận được nhiều phiếu trắng hơn bất kỳ ứng viên nào khác. Trung Cộng là nước vi phạm trắng trợn nhất về công ước luật biển, và các quốc gia trên toàn thế giới đều phản đối. Chúng tôi cũng lo ngại về các hành động của Trung Cộng ở Tây Tạng, theo lời tuyên bố gần đây của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, rằng sẽ hán hóa Phật giáo Tây Tạng và chống lại cái gọi là chủ nghĩa chia rẽ ở đó. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Bắc Kinh đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc các đại diện của Ngài mà không cần điều kiện tiên quyết, ngõ hầu có thể đạt được một thỏa thuận giải quyết những khác biệt giữa hai bên. Chúng tôi cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Belarus. Thứ trưởng Pagan đã đến đó vào tuần trước theo lệnh của tôi. Người dân Belarus xứng đáng có quyền lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình thông qua cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới sự quan sát độc lập. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức những hành vi bạo lực chống lại người dân và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ một cách vô cớ, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ Vitaly Sklyarov. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác xuyên đại Tây Dương và đang cùng nhau xem xét các biện pháp trừng phạt cụ thể, đặc biệt là đối với bất kỳ ai liên quan đến các hành vi đàn áp và vi phạm nhân quyền. Quay sang vấn đề Trung Đông, khu vực mà tôi vừa trở về sau một chuyến đi làm việc hiệu quả và cũng là nơi mà chúng ta đang có các quan chức cấp cao ở đó ngày hôm nay. Khu vực này đang thay đổi nhanh chóng nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đã giúp kiến tạo nên mối bang giao giữa Israel và các nước láng giềng. Hiệp định Abraham là bằng chứng rõ ràng nhất về điều đó. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Tel Aviv đến Abu Dhabi diễn ra trong tuần này, và cũng là chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Israel và Sudan mà tôi vinh dự được thực hiện trong chuyến đi của mình. Ngoài ra, tại mọi điểm dừng chân, tôi đã kêu gọi những người đồng cấp của mình đoàn kết chống lại các mối đe dọa của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khu vực. Và đây cũng là chủ đề tiếp theo của tôi. 40 năm trước, cũng vào tháng này, chế độ Iran đã bắt giữ 9 thành viên của Hội đồng Tinh thần Quốc gia Đạo Bà Hai của Iran. Không ai nghe nói gì về họ kể từ hôm đó. Đáng buồn thay, chúng ta phải kết luận rằng 9 người này đã phải chung số phận với hơn 200 tín đồ bà hai khác của Iran, những người mà đã bị hành quyết vì thực hiện đức tin của họ một cách ôn hòa. Chúng tôi xin chất vấn cộng đồng quốc tế rằng, khi nào thì chế độ Iran sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác như vậy? Tại châu Phi, chúng tôi hoan nghênh thông tin nói rằng chính phủ chuyển tiếp do dân sự lãnh đạo của Sudan đã khởi xướng một thỏa thuận hòa bình lịch sử với một số nhóm đối lập. Đó là tin rất vui. Họ từng đề cập với tôi việc này khi đến thăm họ, và nay thì điều đó đã xảy ra. Đó là một tin rất tốt đấy quý vị. Và tại khu vực Tây Bán Cầu của chúng ta, ứng cử viên Mauricio Claver Caron của Hoa Kỳ là người thích hợp cho chức Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Quốc tế. Cuộc bỏ phiếu hiện đang được lên lịch vào ngày 12 tháng 9 và không nên bị trì hoãn. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày đó. Còn ở Venezuela, 34 quốc gia đã tham gia vào danh sách và đạt được sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng ủng hộ chính phủ chuyển tiếp. Ngày càng nhiều quốc gia thừa nhận rằng, cuộc bầu cử quốc hội do Maduro dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 12 năm nay sẽ không công bằng cũng như không có tự do. Chúng tôi cũng kêu gọi các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Haiti càng sớm càng tốt. Và cuối cùng, tôi rất vui được trả lời một số câu hỏi hôm nay. Chúng ta hãy bắt đầu với Vivian. Vâng, tốt quá. Xin chào cô. Chào ông.
Tôi muốn hỏi ông về quyết định của ông khi phát biểu cho Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng Hòa từ Jerusalem. Trước đó, đã có một khuyến nghị được gửi tới các nhân viên Bộ Ngoại giao khuyến cáo rằng không nên tham gia vào bất kỳ hoạt động chính trị đảng phái nào. Vậy xin hỏi thông điệp gửi đến những nhân viên của Bộ Ngoại giao là gì? Ngoài ra, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đang nêu vấn đề này để khiếu nại chống lại ông. Xin ông vui lòng trả lời về những vấn đề này. Tất cả những gì tôi có thể nói trong vai trò ngoại trưởng và tôi đã làm điều này với tư cách cá nhân. Tất cả những gì tôi có thể nói trong vai trò ngoại trưởng đó là Bộ Ngoại giao đã xem xét điều này và hoàn toàn đúng luật. Và cá nhân tôi cảm thấy điều quan trọng là thế giới phải nghe thông điệp về những gì mà chính quyền này đã đạt được. Vâng, xin mời Christine. Xin cảm ơn. Báo cáo hàng năm của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề quân sự của Trung Cộng vừa được công bố hôm qua. Vâng, mới hôm qua thôi ạ. Báo cáo nói rằng Trung Cộng dự định tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân của họ trong 10 năm tới và tăng cường sự hiện diện của Hải quân trên toàn cầu. Thưa ngài, Hoa Kỳ và các đồng minh nên phản ứng như thế nào? Và ngài nghĩ rằng xu hướng quân sự của Trung Cộng đáng báo động nhất là điều gì ạ? Vâng, những gì được viết trong báo cáo ngày hôm qua không phải là tin tức mới cho bất kỳ ai đã theo dõi vấn đề này trong nhiều năm. Chính quyền của Tổng thống Trump là chính quyền đầu tiên đã thực sự lên tiếng về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện hành vi gây hấn quân sự như trên. Quá trình xây dựng đã được thực hiện và tất nhiên là đã có đối sách. Chúng tôi đã làm vô số việc. Đầu tiên đó là việc Tổng thống đã gia tăng ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Mỹ trước Quốc hội. Và họ đã thông qua hơn 700 tỷ đô la trong 2 năm. Vì vậy mà chúng tôi bảo đảm rằng Hoa Kỳ có các công cụ cần thiết để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào, bao gồm cả mối đe dọa đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, về các vấn đề cụ thể, ví dụ như các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân, chúng tôi đã kêu gọi Trung Cộng tham gia vào các cuộc đối thoại chiến lược của chúng ta. Chúng tôi đã đề xuất điều đó vì lợi ích chiến lược tốt nhất cho họ. Lợi ích chiến lược của thế giới đó là giảm thiểu rủi ro từ những hệ thống vũ khí nguy hiểm nhất như vậy. Và chúng tôi cũng đang có những cuộc thảo luận hữu ích với phía Nga về vấn đề này. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự nghiêm túc trong việc tham gia vào trường quốc tế và trở thành một quốc gia tầm cỡ và quy mô của cộng đồng quốc tế, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc phải có nghĩa vụ. Họ đã xây dựng các kho vũ khí hạt nhân cùng với các vụ thử tên lửa. Và xin nói thêm là vào năm ngoái, số lượng các vụ thử tên lửa của Trung Cộng nhiều hơn hẳn tổng số của tất cả các quốc gia phương Tây cộng lại. Nếu họ muốn nghiêm túc, họ cần phải sử dụng chúng theo cách thức phù hợp với cách mà các quốc gia thực hiện nghĩa vụ tuân theo các hiệp ước phổ biến vũ khí hạt nhân. Tất cả những nghĩa vụ đó, dù bằng văn bản hay không có văn bản, dù có ký hay không ký, thì họ cũng nên tham gia vào các cuộc đối thoại chiến lược này. Và chúng tôi muốn chắc chắn rằng, nguy cơ sử dụng các hệ thống vũ khí đó đang giảm dần, và chúng tôi sẵn sàng để cho họ tham gia cuộc đối thoại này cùng với phía Nga. Tôi hy vọng rằng họ sẽ làm như vậy.